Khi anh em mà bị cái trường hợp đó mà cái khóa bị vô, cái này là anh nói là cái khóa nó bị vô keo cái ngăn sắt nè, nó cứng không bóp nổi nữa ha, bóp không nổi luôn, thì cũng đừng có vội bỏ nha, để mai qua em tiếng tiến xử lý cho mình. Đây xin anh em coi, anh bấm lại cho anh em con lành khóa này, khóa của chiếc Movado, chiếc Movado này em sẽ xử lý sạch sẽ lại cái vết keo cho anh luôn. Rồi, đã làm xong cái khóa cho anh rồi đây. Bấm nhẹ nhàng, sạch sẽ. Là sạch keo đi, là nhìn keng sẽ bén liền. Đó, những cái phần này cũng vậy, lau nhẹ nhàng tỉ mỉ là nó sẽ không có xước hơn, không có dấu tay luôn. Còn thấy nhỏ 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 xíu xíu thôi. Đó. Lau hết ra nổi. Không dám lau nữa, lau nó sợ xước. Đó, anh em cứ có lỡ mà bị đổ keo vô cái khóa ha, bấm cứng 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 bấm không được nữa thì cứ rửa cho em hỗ trợ mình nha. Con đành.